Bản nhạc này lúc nào cũng làm ta đau lòng. Ngón đàn của ngươi khá hồi xưa đó. Thật khó tin. Thời gian cho phép ta đắm mình với tự tại. Trong muôn vạn người họ lại cử người. Ta đã tiên thệ, cũng chính ta phá bỏ đó. Ta quyết không quay về. Vậy thì tùy duyên. Cởi tục đi. Long đại tướng có lệnh, những kẻ đào ngũ đều phải bị xử tử. Ngày xưa, ngày xưa. Đó là câu mẹ tôi luôn bắt đầu đêm nào cũng vậy, để thức cuộn mình vào hơi ấm của những giấc mơ quyến rũ. Ngày xưa, ngày xưa. Mỗi lần giặc ngoại bang tràn vào xâm lược quê hương của chúng ta, bọn chúng đều bị binh đoàn tinh nhuệ nhất đánh cho tan tác hết lần này cho đến lần khác. Chiến binh ưu tú nhất được tôn là đại chiến binh. Hòa bình lặp lại, các nghĩa sĩ Phật tử lui về quy ẩn chốn thiền đường, nhưng riêng các đại chiến binh vẫn phải ở lại vì lời thề suốt đời bảo vệ đất nước. Có người cho rằng họ bước vào cuộc chiến chỉ để có những gương hy sinh hết sức cao cả cho đất nước, nhưng cứ hỏi những ai đã ra trận, ngay khi tận mắt nhìn thấy chiến tranh thì bình an trong lòng cũng chết theo. Thank you.
rồi bưng mặt trong lòng hai bàn tay. Có phải để khóc đâu. Tôi bưng mặt để giữ cho ấm áp sự cô đơn. Hai bàn tay che chở, hai bàn tay nuôi dưỡng, hai bàn tay ngăn cản sự ra đi hờn dỗi của linh hồn. Dù con không còn là tăng nhân như ta, nghĩa vụ đã đẩy con xa khỏi thiền đường. Nhưng làm sao con có thể quên những giáo pháp? Con chỉ thấy đời là bể khổ. Tâm khổ là cội bồ đề. Con quá nhiều cảm xúc. Vậy thì con phải làm sao thầy? Còn quá nhiều cảm xúc. Ý tôi hỏi là giữa hai cái á, ông chọn cái nào? Dễ lận. Được đàn bà yếu. Sao hoài? Ông tưởng tôi còn uống nít chắc. Mưa hán quá, chiều nay à, trời mưa là cái chắc. Vậy mỗi lần ngứa hán cái trời mưa hả? Tháo lên đồng hồ đó mà mày. Như tôi chắc trời mưa cả ngày cả tháng quá, ngứa hán hoài à. Mày bị lát, khát vào. Vừa dài mà vừa bự như kiếm của cưng hết á. Quê hương giờ đã yên bình, không cho những ai xả thân chỉ trăm tộc, cho những trái tim dũng cảm đã quen sinh. Đất nước sẽ đời đời ghi công các anh hùng nghĩa sĩ. Chúng tôi luôn yêu mến và nhớ về các bạn. Ông dậy đi học ông ơi.
Ủa hai con, hai con cũng như mọi bữa hả? Ừ. Trời ơi, tao đang bị táo bón mà. Đang giờ lên vô đầu, bị chui vô cầu, lô đầu nó ra đây có gì đâu. À, còn một cục trong bụng đau, ai giải quyết cho tao đây? Chiều nay đi học về á, có muốn phụ ba làm bánh xốp không? Ba chỉ con cách lăn bột, vui lắm. Con cũng chưa biết nữa. Vì vì con phải làm bài tập. À, con phải làm bài tập. Mà mốt lớn lên á, con tôi làm bác học, còn tôi làm bánh cho bác học ăn. Dạ. Chắc đến lúc phải dạy con cách tự vệ á. Nó là con nít, tự vệ cái gì anh? Anh nói chuyện với Nam chưa vậy? Nó đang khổ quá mẹ. Thôi kệ, cứ bán thiếu cho nó đi, rồi chừng nào có tiền nó trả. Vậy mình ngăn nhà mình ra cho người ta thuê là mình giàu lắm ha anh? Có bánh có tiền. Thôi được rồi, để anh kiếm cách nói chuyện với nó. Dạ. Mà nè, đàn bà cái kiểu đó ăn bánh mì hoài không ngán sao ta? Chắc tại ổ bánh mì của thằng Hiền á, nó ngon. Không. Mọi lên. Không. Đi cho Minh mà không chào hả mày? Mày muốn lễ độ thì đổ lễ đây. Mẹ của mày cũng đẹp đó. Mấy đứa vô lớp. Vô tụi Cảm ơn anh chị. Bên kia có bánh miễn phí kìa. À, bánh ở đây có ngon không ta? Mà sao cũng có khách giữ ta. Thằng nào ngon bước vô đây đi, tao chặt đứt súng cho coi. Sợ quá, sợ quá. Cho hửi miếng bánh nha bà. Khỏi mất công. Tụi tao qua đây muốn chuyển lại cái thông tin của ông chủ cho mày biết. Khỏi mất công, tôi không có bán đâu. À, tao nghĩ trước sau thì mày cũng bán hả? Mày nghe nè, ông chủ muốn gặp mày vào ngày mai ở quán Anh Trần. Hết. Có nhiều đó mà cũng ghi giấy nữa hả? Đồ ngu! Tao đã nói không cho ai bước chân vô cửa mà. Anh bảo em canh cái cửa này chứ đâu phải canh cửa đó đâu. Thằng mặt lừa kia, tốt nhất mày nên biến khỏi chỗ này đi, mày hiểu chưa? Quy Quy, nó cao hơn anh đó Quy. Mẹ mày rảnh quá ha. Mày coi hết nguyên cái làng này có thằng nào mà lùn hơn tao không? Còn mày đó, tao không cần biết mày là ai, nhưng mà tao chưa biết sợ thằng nào hết á, mày hiểu chưa? Chào thầy, khi khác thầy hoành lại quán được không thầy? Mày á! Thôi. Thôi được rồi. Tôi sẽ gặp ông chủ mấy người vào ngày mai, nhưng mà gặp ở đây. Còn giờ á, mấy người đi ra khỏi tiệm tôi đi. Mày biết điều với thằng mỏ dày.
Cái bình tĩnh ra cha. Chuyện chưa có gì mà. Đi 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 đi. Lẹ cho ổng đi coi phòng đi. Để tụi tôi coi tiệm cho. Cái đó là tự tay vợ tôi làm á. Tôi làm hết mọi thứ luôn. Mà làm nhanh lắm. Còn tôi làm bánh. Nói chung á, thầy mà thích yên tĩnh á thì đây là nhất rồi. Nói, 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 nói. Thích, thích con khỉ. Gì nữa? Tôi thích liếm đất khỉ. Cậu. Không nói hả? Tôi bầm mắt bên kia luôn bây giờ. Tôi thích liếm cái... Để cho thằng nhỏ yên. Ừ, tụi mày chạy đi. Ai làm cha làm mẹ của tụi mày á cũng phải biết xấu hổ. Con có sao không con? Hả? Nó có đánh con không? Không. Chuyện gì nữa đây? Hùng. Hùng. Mẹ kêu đứng lại. Chắc tại nó bị tự ái. Biến sao không? Mang tiếng núp bóng mẹ, hiểu không? Không sao đâu. Thì thấy con mình bị ăn hiếp, ai mà chịu nổi. Gặp anh chịu nổi không? Dạ. Giờ canh giùm anh là thịt nha. Nhớ quậy đều tay, ngoài nó khét. Ha. Vô đường con. Hùng. Bà hiểu cảm giác của con. Thiệt hả ba? Mà con đang nghĩ gì trong đầu vậy? Nói ba nghe được không? Nó khó nói lắm. Lúc nào con thấy trong lòng con nó cũng nóng giận hết á. Sao hôm nay nhiều đồ ăn vậy ta? Thì nào giờ lớn ăn hiếp nhỏ mà. Có nhiều người hung hăng. Sao hung hăng vậy ba? Thì có nhiều người sanh ra là người ta ác, người ta hung hăng sẵn rồi. Nó không phải như ba nghĩ đâu ba ơi. Đây, đây. Hôm nay á, ba sẽ truyền cho con vài thế võ gia truyền. Xin ra, xin ra. Đây, xin ra. Mỗi lần ba dẫn công á, nó hay văn ấy ra, hiểu không? Đây, coi nè. Lúc bà giận công lên, con cho con đấm vô bụng ba mạnh lên không? Nè, để ba giận công nè. Bà không biết rồi. Sao con... Trời ba ơi. Sao lúc ba gồng con giọng ba xả ra con giọng sao ba chịu nổi? Anh ơi, sao lâu vậy?
Dạ bất ngờ hả? Anh mời khách thuê phòng nhà mình quăng tối. Khách thuê phòng? Bất ngờ hả? Mấy đời nay á thầy, nhà tôi toàn là bánh không à. Cái thời tôi còn trai trẻ, tôi cũng tính đổi nghề khác, mà làm như bột nằm trong máu, không là bánh chịu nổi thầy ơi. À, nhưng mà tôi có tính là thầy, sau này á, tôi sẽ truyền nghề cho con trai tôi, để nó nắm sản nghiệp này. Ha Hùng ha. Thầy có kiếm không thầy? Con chưa bao giờ thấy cái kiếm nào hết á. Nếu ba mẹ ăn cho phép á, ngày mai thầy cho ăn coi. Thầy tôi này không có kiếm hết là thầy. Chỉ có những người đã thề bảo vệ đất nước thôi. Thề? Thì nó giống như là lời hứa vậy con. Đất nước mình đến giờ mà được thái bình á, là nhờ có những người giống như thầy Đạo đây á. Nước mình á, chưa có ngày nào thái bình hết á. Có, nhưng mà cũng chẳng được bao lâu. Lịch sử đã viết lên như vậy. Chắc nặng gánh cho thầy lắm. Nếu như thầy không muốn chiến đấu nữa thì sao? Đã có quá nhiều người đã hy sinh mạng sống để cứu đất nước. Mà nếu chúng ta né những sự hy sinh đó thì thật là bất công như người đã ngã xuống. Không hiểu. Khi đã thề rồi thì cả đời phải đi theo. Thầy dạy dỗ cho con được không? Không. Sao con không hỏi thầy sao lại đây bao lâu? Bao lâu thì không phải ta quyết định. Nhưng nếu ngày nào còn ở đây mà cha mẹ con cho phép thì thầy sẽ dạy cho con. Thầy khó. Thầy hứa nha. Để ta giúp. Thôi khỏi thầy ơi, vợ tôi khỏe lắm. Trời, tôi bả còn khiêng nổi mà thầy. Thầy ga lăng ghê con. Cũng dài lắm rồi. Đừng. Xin anh, họ là những người vô tội, họ không biết gì hết. Gì vậy? Không có gì, em vô liền. Khi đã thề, cả đời phải theo. Dành cho em thời gian để từ biệt gia đình. Sao tôi biết cô sẽ không bỏ trốn nữa? Họ là gia đình của em mà. Vậy tối mai chắc nặng gánh cho cô lắm. Sẽ ở bên con.
cầu tre lắc lẻo, gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Sao nhìn tâm sự quá vậy? Có muốn em cứu khổ cứu nạn cho không? Em đối xử với tôi vậy hả? Anh... Em đối xử với tôi vậy đúng không? Hả? Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Anh Quy! Tin đây! Em còn đồ giết nó nè! Lấy cái tao nè! Trời ơi! Đây là khách của em mà! Em ngủ với thằng nào cũng được, nhưng em không được ngủ với thằng này, em hiểu chưa? Không ngủ với thằng này thì cặp đất mà ăn! Ngủ với thằng nào mà chả là ngủ! Trời ơi! Thôi mà cưng, em xin lỗi cục cưng, ngoan ngoan. Cưng nhạy cảm quá à. Từ bé tới giờ lúc nào cũng khóc. Có gì á thì nói cho em nghe chứ. Đến đi cưng. Mày cười cái gì? Mày cười cái gì? Tao chưa xong chuyện với mày đâu. Mày cười đi. Mày cười thử coi tao có dám gắm con dao này vào cổ của hậu mày hay không. Mày có biết một lưỡi dao có thể làm gì với con người ta hay không? Tao đã từng có thấy một người bị lóc thịt, lột da từ đầu cho tới ngón chân, trong khi vẫn kêu gào thảm thiết và chỉ mong muốn chết cho nhanh thôi. Tao đã từng thấy ruột, gan, vèo, phổi của người ta bị lòi hết ra ngoài. Mày sẽ không tin nổi lượng máu phun ra khi người ta bị rạch ngang bụng. Ngọt sớt, tao đã thấy và giờ vẫn còn thấy. Có chuyện gì vậy anh Quý? Mày muốn thấy con dao làm được gì không? Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, cái đứa này. Kéo cái này xuống cho tao. Chờ nó ra. Anh nhắm mắt lại đi. Đấy, em chỉ cho anh coi cái này nè. Mẹ ơi, con xong rồi. Mẹ ra liền. Cái đám giang hồ ngõ hẻm của tụi bay, bởi vậy chùi đít không sạch là phải rồi. Bây thiệt là nhờ tao, nhờ cái quán rượu của tao, cho nên người ta mới ngó ngàng tới cái thị trấn này. Ha? Nếu mà quán rượu của tao sập tiệm thì cả cái thị trấn này cũng tiêu luôn. Tụi bay biết không, chừng đó đó hết rượu, hết gái, hết việc làm, chắc là tụi bay vui lắm phải không? Ha 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 ha, cười đi, vui lắm phải không? Hả, mấy thằng cao bồ dương? Bây giờ đứa nào nói cho tao biết phải làm sao để trị thằng đó đây? Hả? Ông chủ, có một thằng sát thủ ở thị trấn bên,
đúng kiểu châu bò luôn. Bò sữa hay bò rừng? Bò mộng, ai cũng biết tiếng nó mà. Nó tên gì? Dạ thưa ông chủ, thằng đó tên là Búa Bò. Ngày mai ta muốn gặp thằng Búa Bò. Chúng tôi tìm thấy hắn đang lẩn trốn ở đàn bên. Hắn sẽ bị xử tử. Đại tướng Long đã có lệnh, xin tướng quân hãy thi hành. Em đã chấp nhận số phận, anh làm đi. Được chết với ta anh là an ủi lắm rồi. Em thà chết với ta anh. Đây là chuyện hiểu lầm. Người này là anh em từ nhỏ của ta và đại tướng Long. Như thưa tướng quân, lệnh là lệnh, đào ngũ là xử tử. Sao cái sang này quan trọng vậy? Đây là quà kỷ niệm ngày cưới cho chồng em. Long ra lệnh cho anh phải không? Anh ra lệnh cho anh đến đây bắt em phải không? Cô có nhiều chuyện còn đáng lo hơn là để ý ai ra lệnh cho ai. Tôi không biết cô sẽ nói sao với chồng con là gia đình của cô 9 năm vừa qua là một sự giả tạo. Để có một mái nhà, một người chồng và một gia đình, em không có gì để hối tiếc cả. 9 năm qua là 9 năm hạnh phúc nhất của đời em. Tiếc cho cô những cái sự hạnh phúc đó sẽ sắp sửa biến mất. Hay, anh giúp em đón với Hùng hôm nay được không? Anh thấy sao? Nếu ai thấy mình ở đây á, thì có quả lớn đó. Làm sao biết được quá khứ hay vị lai? Chỉ cần biết hiện tại có em và anh. Hôm nay đâu phải sinh nhật của em đâu. Dịp gì vậy? Anh biết em đã thích từ nhỏ, giờ mới tặng được. Không ngờ anh lại sớm như vậy. Sao vậy?
Cũng được. Mình cứ ngồi đây đi, không cần phải nói gì hết. Thầy hứa thầy dạy giỏi cho con, thầy nhớ không? Nói ngắn gọn thôi, tôi không bán đâu. Từ từ, vui lòng khách đến, hài lòng khách đi mà. Thằng chó. Bây giờ chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông được không? Cái lúc mà cậu từ chối tôi đó, tôi có cho mấy thằng nhỏ nó qua nó làm dữ, tôi thấy tôi cũng hơi quá. Còn cái tiệm bánh bên kia cũng hơi quá hả chú? Cậu biết không, ở bên tôi đó có cái lò nướng bằng điện, có thể nướng sản xuất ra gấp 5 lần hơn của chú, cái lò củi của chú. Bà, nhất là bột phải nghe, tôi cho nhập cảng đó. Các thành phần khác thì khỏi chê được, cái nào cũng hạng nhất hết. Bánh của tôi sản xuất ra ăn khỏi chê. Khi mà tôi mở cái quán rượu này đó, thì người ta mới biết whisky là cái gì. Nhờ chú mà thị trấn này giờ đầy đĩa điếm. Làm sao mà chú toàn hết được. Chú tới đây làm gì? Qua đây làm gì? Thằng đầu bò. Chú ơi chú, cô giáo muốn nói chuyện với chú. Nè nè nè, tôi chưa nói hết. Luyện khí lực thì phải đúng cách. Khổ luyện, con có thể vận khí lực và điều khiển nó. Con nên nhớ, khí lực là vô hình, nhưng mà sức mạnh của nó là vô cùng. Nhưng mà có được sức mạnh để đánh mấy thằng bộ con vậy? Nó thì nhỏ xíu con à. Cả tháng nay về nhà không bầm chỗ này thì cũng chảy máu chỗ khác. Mà bây giờ nó tự vệ á thì cô lại phạt nó. Con cũng không hiểu luôn. Tự vệ? Con không hiểu rồi. Không, mày á, con Nhật Băng á, mày phải ngon tụi tao nè. Thử đi. Trời ơi. Út. Trời ơi, mẹ của nó xót con, khóc lóc quá trời. Cô cũng không biết phải nói cái gì. Mà hồi nhỏ con đâu có như vậy Hiền. Em đừng lo, để anh xử nó cho. Anh không có làm cái gì được đâu. Vợ. Không được làm sao? Thì ý của em á là... Anh! Tập trung khí công về đây. Ngay đây. Con thấy sao? Dạ có. Hình như là có. Khoan khoan, khoan. Rồi, con thở lên đi. Tập trung tất cả về đan điền ngay đây. Xuống. Lên. Đó. Xuống. Đúng rồi. Lên. Ba tưởng là con sao không bao giờ ăn hiếp người khác. Ba với mẹ quyết định phạt con không được đi chơi, phải qua tiệm học làm bánh một tháng. Nhưng chúng nó đánh con trước mà. Thầy đã có hẹn con đi chơi hôm nay nữa. Con lên phòng đi. Con không muốn làm bánh giống bà. Mấy cái bánh bà cho con hàng ngày á, nó dở ẹc à. Ngày nào con dùng cho con rác hết á. Đi.
anh phải ra tiệm chút. Còn mấy thứ lỡ tay chưa làm xong. Đừng nói với em là anh chưa bao giờ nghĩ tới một gia đình. Anh không cho phép mình nghĩ tới những cái điều mà không thấy có được. Vậy em cũng bớt mơ mộng đi. Giờ ra trận em, mình phải đi. Khoan đã anh, xem tin tí nữa đi, ở đây đẹp quá mà. Mình phải đi, ngày mai cũng có hoàng hôn mà. Đi. Chín năm qua là chín năm hạnh phúc nhất của đời em. Là chín năm hạnh phúc nhất của đời em. Là chín năm hạnh phúc nhất của đời em.
chưa bao giờ muốn đánh con. Nghe vậy? Anh không phải người như vậy. Ông Tính nói đúng, bánh không ngon thiệt. Anh mà coi ăn hết nguyên cái. Thiệt. Anh cũng biết anh sống sao nếu mất vợ với con. Vợ sẽ dẫn Hùng theo. Dẫn nó đi đâu? Vợ sẽ đi theo ổng. Ông biết Hùng là con ổng chưa? Thằng Hùng nó là con anh. Dạ, anh thương nó như con ruột. Nhưng cứ nhớ hoài cái đêm em bước qua cửa này. Lúc đó vợ đẹp lắm nên bất chấp hết. Anh chỉ muốn, anh muốn mình trở thành một phần của cuộc đời vợ. Mọi việc á, nó không có giống như anh suy nghĩ đâu. Vợ còn yêu ông không? Thì ổng là mối tình đầu của em. Và em cũng thương ổng lắm. Nhưng anh, nhưng mà anh mới là người em yêu. Sao đó giờ bỏ đi? Trong quân ngũ không có được phép yêu nhau. Đó là quân lệnh. Quân đội thì phải mạnh mẽ và hợp nhất. Thì giờ là em chỉ muốn được sống đúng nghĩa. Chú Hiền ơi, nhà chú cháy rồi, lẹ lẹ lên đi. Trời ơi, lẹ đi. Nhất đem ra đây. Đi em. Còn tụi bay bỏ đi đâu vậy? Mấy anh muốn làm gì đây? Mấy anh định phá quán tôi phải không? Được rồi, thôi, không sao, không sao, cứ thoải mái nha. Thoải mái, đằng nào tôi cũng phải thay đổi nội thất mà. Nhìn người thảm quá. Lâu ngày gặp nhau, không có câu nào tốt hơn sao?
Chuyện này không cần phải đổ máu. Khoan, đầu tiên uống cây đã, rửa sạch bụi trần khỏi họng anh em đi. Mấy năm nay lo phục vụ đất nước, bảo đảm anh em chưa bao giờ được nếm rượu ngon như vậy đâu. Ba chuyện này tôi rành lắm. Lòng đại tướng nói quá đúng. Chỉ cần bám theo mày là tìm ra được con đại bà đó. Mày khờ thiệt. Nghe dở é. Rượu ngon như vậy cho mày uống thì phí quá. Quá bất lịch sự. Tao phạt mày. Không được uống. Nè, chỉ cần mày giao con nhỏ đó ra thì tao bỏ qua chuyện mày biến mất, mà không để lại một lời. Giao cho mày. Mày biết không, suốt 9 năm qua, mỗi lần tao ngã xuống thì chỉ cần nghĩ về nàng là tao lại có thể đứng lên. Mày nghĩ là mày tới đây nói một vài câu thì tao sẽ... Là tao giao người ra cho mày hả? Hả? Tụi tao sẽ xử tử mày ngay tại đây. Bây giờ chuyện giết người thì quá dễ dàng rồi phải không? Yeah!
Tướng quân, đại tướng Long đã có lệnh, Đào Ngũ là xử tử. Đào, anh làm gì đi chứ? Nó là em của em. Đừng cho chị ấy tới đây. Anh chạy gì nữa? Để tay đi. Tướng quân, kết thúc đi. Nhưng mà tướng quân, lương tâm của người để đâu? Đây là đồng đội của chúng ta. Nó tự sát, nó tự cắt. Hồng! 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 Nó không có ở đây đâu. Lửa bắt nguồn từ trên lầu. Không phải dưới bếp, từ trên lầu. Bắt nguồn từ phòng thằng Hồng. Anh nói vậy là sao? Hả? Nó làm vậy để được gì? Để nó chọc tức tôi. Anh Hiền à? Chăm! Đừng cứ gọi tên tôi nữa. Cô đừng bao giờ kêu tên tôi nữa. Cô không có quyền. Cô đảm đủ hết mọi thứ. Cô dân con cô. Cô dân nhóc này. Đi đi. Hay đi hết đi. Đi. Ừ. Đừng có ai lại gần tôi hết. Đi hết đi. Đi đi. Tôi chỉ là thằng làm bánh thôi. Đừng có ai lại gần tôi hết. Đi hết đi. Mọi người đi hết đi. Tôi chỉ là thằng cờ làm bánh thôi. Chỉ là thằng cờ làm bánh thôi. Khắp cái thị trấn này biết tôi chỉ là thằng cờ làm bánh thôi. Sao em lại bỏ anh đi? Sao em lại bỏ anh đi? Chị em yêu anh. Chị em yêu anh. Không sao đâu Vân, vào đây. Sao anh cho anh biết? Biết gì anh? Không. Sao anh cho anh biết? Nó là con của anh. Mình nói chuyện đó sau nha. Không, không có kịp. Long. Long sao? Long ở đang ở đây. Em phải đi. Không.
Em không có muốn chạy trốn nữa. Em không phải là em 9 năm về trước nữa. Nó sẽ giết em. Em đi đi. Con nghe kỹ nè, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng phải ở sát bên thầy Đạo, nghe chưa? Dạ. Ôm mẹ một cái. Mẹ thương con lắm, con biết không? Không sao, con biết chắc là mẹ sẽ cứu được thầy mà. Đại cao thủ, búa bò là một đại cao thủ. Ô, chuyến này ông chủ chơi lớn luôn. Đây hả? Ông già lúc này cũng chịu chi quá ha. Anh búa, anh búa, tụi em đợi anh từ hôm qua tới giờ luôn á. Vợ chồng thằng làm bánh đâu? À, chuyện là như vậy, mọi thứ ở đây tụi em giải quyết được, chắc là không cần tranh đâu. Anh búa, anh búa, nghe tiếng xe của anh dữ quá anh búa. Đừng gọi ta là búa. Em hiểu rồi. À, anh không muốn lộ ra cho nhiều người biết đúng không? Anh yên tâm, tụi em chuẩn bị sẵn cho anh cái phòng. Con ghệ độc lắm đang đợi anh Trảnh. Anh muốn lên Trảnh nghỉ ngơi thoải mái luôn. Anh muốn ở đó chừng nào cũng được. Rồi chút nữa anh búa cho em mượn xe chạy vòng nha anh búa. Đừng gọi ta là búa nữa. Vậy em biết gọi anh là gì anh búa? Mẹ mày, nó là em của
Mày nhìn thảm quá. Được. Mày dễ đoán quá. Chưa ra tay là biết mày thua rồi. Whisky ngon thật. Ah!
Chào em Ánh. Tìm em thật là khó. Lúc này em có vẻ mặt đó. Không thà là không thà. Nếu thà cho em cô thì còn gì là quân lực. Quân đội phải mạnh mẽ và hợp nhất. Không cần phải nhắc tôi, cả anh và tôi đều biết đây là chuyện giữa hai chúng ta mà. Vậy hả? Tôi xin anh, nếu anh còn chút gì đó tình cảm với tôi. Tôi đã luôn yêu cô. Anh là đại tướng, quan hệ nam nữ là kháng lệnh, anh thừa biết mà. Nhưng cũng không ngăn được cô và thằng Đạo, đúng không? Bốn đứa mình chơi với nhau như anh em từ nhỏ. Những gì em dành cho Đạo, em biết nó đã làm tổn thương anh, nhưng em không hề lừa dối anh. Em xin anh, nó là đứa em trai duy nhất của em. Em xin anh hãy suy nghĩ lại.
cô sẽ làm gì để đổi mạng em cô? Có dạy rồi, khi năm giác quan tiếp xúc với sự vật, sự việc, rồi sanh ra khen chê, tốt xấu, thiện ác, điều đó làm cho con người mê muội và đau khổ. Cho tới khi con được khai ngộ, thì luân hồi vẫn là điều khó tránh. Vì sao con tới đây, con trai? Con đi tìm sự sám hối. Chịu đựng khổ đau hay thù hận cũng giống như lửa sân hận đang thiêu đốt tâm can, phải dập ngay con à. Cho tới khi con tự tha thứ cho mình trước, không thì con đường phía trước vẫn còn dài vô tận.
Sau đêm đó, em nghĩ ra đi là tốt nhất. Nếu anh biết, em chắc chắn anh sẽ... Và Long cũng sẽ giết anh. Anh có cần phải đi hôm nay không? Long hành động một mình mà, chắc không ai biết đâu. Cuối cùng rồi cũng biết, họ sẽ tìm anh. Chồng em sẽ không sao chứ? Em nói đúng đó. Hoàng hôn, giờ đó chỉ để phục vụ cho đàn bà thôi, ai lại đi ca bụng chiếc xe tới dữ mày. Thôi thôi im đi, không biết cái gì có sao không có má ư? Dữ thiệt. Câu mới tôi luôn vấp đầu, đêm nào cũng vậy. Một đêm nhớ nhớ.